Hiện tại là 4 giờ chiều ngày 28 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình hiện tại là một chiếc sập ngũ phúc chám bằng chất liệu gỗ gỗ 1m8, 2m2. Chiếc sập này chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong phần BUM rồi, BU cho khách hàng tại Yên Lập, Phú Thọ rồi. Tôi có quay lại một video clip để giới thiệu đến quý vị khách hàng, cũng như gửi cho vị khách hàng của chúng tôi là chúng tôi vừa hoàn thiện xong sập của bãi nhị tại Yên Lập rồi. Thì trên màn hình đây là tổng thể của chiếc sập, sập triển. Thì tôi có thể lướt qua một vài đường nét chi tiết cho quý vị khán giả có thể xem được. Đây là phần giá tiền của chiếc sập đây, được gọt tỉa những cái đường nét triện chám rất là sắc nét, cũng như là cái độ hoàn thiện của chúng tôi thì nó rất là cao. Quý vị có thể thấy độ bóng như vậy, hoàn thiện rất là chuẩn chỉ. Đây là phần chám, những cái đường triện này thì nhìn nó rất là khỏe khoắn. Một số quý vị cũng thích là đục ngũ phúc nhưng mà không thích là mẫu quá cầu kỳ, thì đây cũng là một mẫu ngũ phúc đơn giản hơn chút, và là ngũ phúc chám thì nó không quá nhiều chi tiết chim chóc như là mẫu ngũ phúc Tùng Lộc chúng tôi quay những lần trước. Đây là một mẫu ngũ phúc khác, mẫu này thì là được chạm những cái đường nét cơ bản rất là chi tiết, nó khỏe khoắn hơn thì quý vị lau chùi cũng dễ hơn. Đây, phần mặt thì quý vị thấy rất là bóng, đã được hoàn thiện rất là kỹ. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám tại Văn Khúc Cà Phê Phú Thọ với số điện thoại là 0987 510 86, website đồgỗtùng8.com. Đây, tôi lướt qua một phần tổng thể của chiếc sập, đây là một cái góc máy khác. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng một góc máy khác cũng rất là đẹp. Đây là phần dạ ngang, phần dạ ngang chỗ này ánh sáng hơi tối một chút. Đây, đó, phần dạ ngang chân sập là chân 24 nha quý vị nhé, chân 24. Vâng, xin cảm ơn, rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian và xem hết video của chúng tôi. Mọi người thì hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm những video clip khác thì quý vị có thể theo dõi được. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác.